Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Theo hãng tin Reuters ngày 15 tháng 9, chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết họ dự định bán đấu giá khoảng 100 bất động sản đã được quốc hữu hóa của Ukraine. Trong số khoảng 100 tài sản Ukraine được bán có những căn hộ bao gồm một căn hộ của vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cơ sở nghỉ dưỡng, cơ sở bán lẻ và thương mại. Theo ông Konstantinov, chính quyền địa phương dự kiến sẽ huy động được hơn 800 triệu rúp, khoảng 8,2 triệu đô la từ việc bán các tài sản này. Ông Konstantinov cho biết một ủy ban được chỉ định sẽ tiếp tục nỗ lực xác định tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine ở Crimea. Căn penthouse 3 phòng trên bán đảo Crimea của ông Zelensky nằm ở thị trấn Livadia, được vợ của ông là bà Olena Zelenska mua vào tháng 4 năm 2013 với giá khoảng 163.893 đô la Mỹ, khoảng 3,9 tỷ đồng. Căn hộ nằm trong khu phức hợp cao cấp Emperor, đối diện cung điện Livadia lừng danh, nơi từng tổ chức hội nghị Yatta giữa Mỹ, Anh và Liên Xô năm 1945. Tuy nhiên, căn hộ chưa bao giờ được sử dụng do chỉ một năm sau đó, Nga đã sắp nhập bán đảo Crimea. Vào cuối năm 2022, Nga ước tính giá trị căn hộ này là khoảng 800.000 đô la Mỹ, hơn 19 tỷ đồng, theo báo Moscow Times. Các hãng thông tấn Nga cho biết, danh sách này bao gồm tài sản của người giàu nhất Ukraine, Rinat Akhmetov, nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky vừa bị Cục An ninh Ukraine bắt vì nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền. Hàng chục ngân hàng, nhà máy Ukraine và câu lạc bộ bóng đá Dynamo Kyiv. Chính quyền Crimea vào tháng 2 thông báo rằng, họ đã quốc hữu hóa khoảng 500 tài sản ở Crimea, trong đó có một số tài sản của các chính trị gia và doanh nhân cấp cao Ukraine. Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý mà phương Tây và Ukraine không công nhận. Vào tháng 5, cơ quan lập pháp Crimea đã nhất trí bỏ phiếu, tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt và chính trị gia trên bán đảo. Trong số bất động sản bị tịch thu, được cho là có một căn hộ của bà Elena Zelenskaya, phu nhân tổng thống Zelensky hơn 130 tài sản đã bị tịch thu, trong số đó có dạp chiếu phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy rượu vang và ngân hàng. Vào tháng 8 năm 2022, Kiev đã thông qua việc tịch thu hơn 900 tài sản thuộc sở hữu của Nga tại nước này, được cho là trị giá 765 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Ukraine Denis Smiho hồi tháng 3 cho biết, Ukraine lên kế hoạch sử dụng số tài sản trị giá hơn 460 triệu đô la Mỹ tịch thu từ các ngân hàng Nga để tái thiết đất nước và bồi thường cho người dân Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 16 tháng 9 tuyên bố, Moscow đã nhiều lần khẳng định cơ hội khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen luôn rộng mở và Washington nên thực sự dỡ bỏ các rào cản trừng phạt. Kênh Telegram của Đại sứ quán Nga dẫn lời Đại sứ Antonov nêu rõ, giới chức Nga cả cấp cao nhất đã nhiều lần nhấn mạnh cơ hội khôi phục hoạt động của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vẫn luôn rộng mở chỉ cần đảm bảo các yêu cầu chính đáng của phía Nga được đáp ứng. Từ đó, những thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sẽ được thực thi nghiêm túc. Đại sứ Antonov tái khẳng định, các thỏa thuận nêu trên không chỉ bao gồm phần việc của Ukraine, mà còn cả bản ghi nhớ, MOU không kém phần quan trọng giữa Liên bang Nga và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc về xuất khẩu các sản phẩm, thực phẩm và phân bón của Moscow ra thị trường thế giới. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, Washington hiện không nhận thấy triển vọng của các bên nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, vì Moscow đang thay đổi các yêu cầu trong vấn đề này. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm ngoái đã cho phép thực hiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các thực phẩm khác một cách an toàn từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc vẫn chưa thuyết phục được Nga quay lại thỏa thuận này. Hôm 10 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tái khẳng định Nga sẽ quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nếu các điều kiện của Moscow liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường toàn cầu được đáp ứng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đã đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu trong bối cảnh lạm phát tăng vọt. Vào tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã dàn xếp một thỏa thuận với Nga cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thỏa thuận sẽ cho phép các con tàu đi lại an toàn từ cảng Zuzny, Odessa và Chonomox của Ukraine đến eo biển Posporos ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không bị tấn công. Cùng với đó là một thỏa thuận riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng thực phẩm và phân bón của Nga. Nhưng từ lâu, Nga đã phàn nàn rằng các phần của thỏa thuận liên quan đến những mặt hàng xuất khẩu này của Nga đã không được thực hiện. Giữa lúc Mỹ và Nga tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi, Moscow tìm cách để các tàu chiến của mình có thể tiếp cận một cảng ở Libya, ở địa Trung Hải, qua đó tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực được xem là sân sau của NATO. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus Bek đã gặp nhà chỉ huy quân sự quyền lực Khalifa Hatta ở Libya trong những tuần gần đây để thảo luận về quyền cập cảng lâu dài ở phía đông Libya. Phía Nga đã yêu cầu được tiếp cận cảng Benghazi hoặc cảng Tobruk, cả hai đều nằm cách Hy Lạp và Ý chưa đầy 650 km. Việc tiếp cận hai cảng sẽ cho phép Nga tiếp nhiên liệu, bổ sung nhu yếu phẩm và sửa chữa các tàu hải quân của mình. Hiện vẫn chưa rõ liệu Moscow có muốn nâng cấp các cơ sở này để đóng quân, lưu trữ đạn dược hoặc các vật tư khác ở đó hay không. Kể từ năm 2013, ông Putin đã chú trọng hơn đến sự hiện diện hải quân của Nga, đầu tiên là ở Syria, nơi nước này có căn cứ và sau đó đã nỗ lực làm việc để hoàn tất một thỏa thuận thành lập cơ sở hậu cần hải quân ở Sudan. Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng, cường quốc thế giới cần một lực lượng hải quân hùng hậu và giải thích sự hiện diện và hoạt động hải quân ngày càng tăng ở Đông Địa Trung Hải và dọc theo bờ biển Châu Phi. Trước đó, phát biểu tại một diễn đàn của Hội đồng Đại Tây Dương, ông Christopher Bott, một chuyên gia về Nga và Âu Á tại Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ, nói thêm rằng sự gia tăng tầm nhìn hải quân của Nga không chỉ ở Địa Trung Hải mà còn ở Thái Bình Dương. Ông Bott cho biết, tại Địa Trung Hải, Nga muốn tranh giành ảnh hưởng ở đó. Ví dụ như sự tham gia quân sự của Nga ở Syria và Libya, cung cấp vũ khí tinh vi cho các quốc gia khách hàng cũ và tham gia các dự án cơ sở hạ tầng khu vực. Ông nói thêm, một mục tiêu dài hạn đối với Moscow ở Libya có thể là thiết lập sự hiện diện của hải quân ở đó. Theo ông, Nga đã vượt lên sức y của mình khi can dự vào các vấn đề địa trung hải như các cuộc nội chiến ở Syria và Libya. Moscow cũng muốn lan rộng tầm ảnh hưởng thông qua các giao dịch mua bán với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel và các quốc gia vùng vịnh. Moscow không lập tức đưa ra bình luận. Người phát ngôn của LNA cho biết, ông không có bất kỳ thông tin nào về các cuộc thảo luận giữa ông Haftar với các quan chức Nga về việc tiếp cận cảng. Chính quyền Muammar Ghadi ở Libya năm 2008 đã cho phép Nga tiếp cận các cảng nói trên, nhưng Moscow đã từ chối vào thời điểm đó. Các cuộc đàm phán với tướng Haftar về quyền tiếp cận cảng diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi, cạnh tranh với Mỹ các nhóm quân sự và an ninh Nga trung thành với Điện Kremlin cũng đang tiến tới kiểm soát các đơn vị binh lính và tài sản của công ty quân sự tư nhân Wagner sau cái chết của người sáng lập Zevgeny Brikozin vào tháng trước. Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù yêu cầu của Nga về quyền cập cảng ở miền đông Libya không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho các thành viên NATO, nhưng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu lo ngại rằng Moscow cuối cùng có thể mở rộng quy mô hiện diện ở đó. Nỗ lực tiếp cận của Nga ở châu Phi dường như cũng đã đặt phương Tây vào thế phòng thủ ở một số khu vực của lục địa này. Các nhà phân tích cho rằng, bước tiến mới của Nga sẽ cho phép Moscow kiểm soát các hành lang năng lượng quan trọng, có thể đóng vai trò thay thế cho nguồn cung từ Nga sang châu Âu. Việc đó cũng sẽ cho phép Điện Kremlin mở rộng cuộc đối đầu toàn cầu với phương Tây. Nga vốn đã kiểm soát cảng Tartus của Syria ở phía đông địa Trung Hải và đã triển khai các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Slava tới đó ngay sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Vào thời điểm đó, các quốc gia châu Âu coi việc triển khai này là nỗ lực nhằm đe dọa NATO. Đến đây thì những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.